Shop gấp nhặt qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn lại sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Quý khách vui lòng gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hoặc số di động. Do cái chính sách của YouTube đó là các anh chị bình luận ở phía ngoài video đó sẽ có thể là nó sẽ kiểm duyệt, cho nên là bên máy các anh chị có thể hiện lên nhưng mà bên máy của shop là có thể nó sẽ hiện trễ vài phút, thậm chí là hơn 10 phút hoặc là vài chục phút, cho nên sẽ xảy ra tình trạng là một số anh chị chọn hàng qua cái bình luận ở video sẽ trễ hơn so với các anh chị nhắn tin hoặc là gọi điện thoại bên Zalo hay là rồi trực tiếp bằng điện thoại di động. Nếu xảy ra trường hợp đó thì anh chị vui lòng lượng thứ. Shop sẽ ưu tiên cho các anh chị mà gọi hoặc là nhắn tin bằng Zalo hoặc là số di động. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly trà. Ở trong miền Nam gọi là ly, ở ngoài miền Bắc các anh chị gọi là cái chén trà. Chén trà này nó thuộc cái dòng Nerikumi, tức là cái cốt nó là đắc nung. Đắc nung thì nó khác một tí so với gốm. Đắc nung thì cái cốt nó là nó thuần, tức là nó giống như là nó không có tạp chất. Nó là đắc, giống như đắc sét, nó được lọc rất là kỹ, nó không có lẫn tạp chất, cho nên cái cốt nó rất là cứng. Và cái dòng này thì là một trong những cái dòng đặc biệt Nerikumi, tức là ở tiếng Việt chúng ta hay gọi là đắc trộn đó. Do cái đặc điểm của nó đó là cái ly này nè, nó được tạo từ cái loại đắc đặc biệt. Trong cái cốt đắc này nó có những cái khoáng chất Nikinumen đó, nó sẽ tạo nên những cái màu sắc tự nhiên như thế này, chứ không phải thiên gốm đó, chứ không phải là men. Tức là cái màu sắc này là cái màu sắc tự nhiên của khoáng, và chỉ duy nhất một cái vùng của Nhật mới có cái loại đất này, cho nên nó là những cái sản phẩm rất là độc đáo. Và mỗi cái trong một bộ, nhưng mà bốn chén này tuy là cái màu sắc của nó đó, cái màu nền là màu xanh, nhưng mà cái vân này nè nó hoàn toàn nó khác nhau, là do trong cái thành phần đó khoáng của mỗi ly nó sẽ khác nhau. Và cái dòng này nó độc đáo ở chỗ đó, mỗi sản phẩm là riêng biệt duy nhất, giống như cái dấu vân tay người. Thoạt nhìn thì nó giống nhau nhưng mà thực tế là nó sẽ có sự khác biệt nhất định. Và mỗi sản phẩm đều là độc bản, cho nên nó mới mang cái giá trị rất là độc đáo. Cái dòng này thì cái cốt đắt nó rất là tốt, tiếng gõ đanh như kim loại. Đây là một cái phiên bản rất là đặc biệt, chỉ một vùng của Nhật nó mới có cái loại đất này. Đây là cái ấn tượng của nghệ nhân. Bốn chén đều có ấn tượng rất là rõ ràng, rất là đẹp. Cái dòng này thì các anh chị mà chơi trà đó rất là thích. So với tử sa thì cái dòng này nó không hề thua kém. Cao 4.5, đường kính 6.5, mã sản phẩm là H1, giá 200k trên cái. Bộ này có 4 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách trà sứ. Bộ này thuộc cái dòng Noritake. Đây là một cái dòng sứ rất là cao cấp. Cái phiên bản này là cái phiên bản cao cấp của dòng Noritake. Cái bộ này nó mang cái phong cách là cổ điển, rất là đẹp. Thường những cái bộ này thì cái cốt nó đa số là cốt sứ xương. Rất là đẹp, cái bộ này là cái dòng phân khúc cao cấp, thường sử dụng cho những cái buổi trà chiều. Ở Việt Nam chúng ta thì cái bộ này nó phù hợp với những cái cà phê á, cà phê nóng hay là cà phê sữa nóng đó.
Cái tách này nó cao 6.5, đường kính 8.5, chưa tính quai. Tính quai thì nó rộng hơn. Đường kính của dĩa là 15 năm, mã sản phẩm là H2, giá 150k trên set này. Sản phẩm tiếp theo, một cái siêu phẩm. Đây là hai cái tước thấu quang. Cái này nó thuộc cái dòng thấu quang, và cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm rất là danh tiếng của Cảnh Đức Trắng. Cảnh Đức Trắng là một cái vùng sản xuất xứ nổi tiếng của Trung Quốc, từ có lịch sử rất là lâu đời. Và đây là cái dòng mà chúng ta hay gọi là cái dòng mà hạt dưa, do những cái hoa văn thấu quang này nè, nó nhìn nó giống hạt dưa, cho nên là các anh chị mà chơi gốm sứ đó hay gọi là cái dòng hạt dưa. Cái dòng này thì nó thuộc cái dòng thấu quang của Cảnh Đức Trắng, cái cốt sứ nó rất là tốt. Và cái dáng tước này là cái dáng tước cực kỳ hiếm gặp. Thường thì cái dòng này các anh chị hay gặp là những cái ấm trà, chén trà, ly trà, hay là những cái bát cơm hoặc là những cái dĩa. Còn cái dạng tước này là cực kỳ hiếm gặp, rất là hiếm. Có thể nói là từ trước tới giờ shop chỉ có được có một cái cặp tước này thôi. Lồng nó vẽ hoa cúc dây và cái hình con dơi treo ngược tượng trưng cho cái chữ phúc. Cái dòng này thì cái cốt sứ nó là đẳng cấp rồi, rất là đẹp, ấn tượng. Cái dòng này là cái dòng thấu quang xưa nha các anh chị, chứ không phải là dòng mới. Dòng mới thì cái cốt sứ nó không đẹp được như những cái dòng này đâu. Thấu quang đẹp như thế này. Đây là một cái sản phẩm rất đáng để sưu tầm, cực kỳ hiếm gặp. Tước này cao 10, đường kính 10.5, mã sản phẩm là H3, giá 1.200.000 trên cặp này. Rất là hiếm gặp cái cặp tước này các anh chị. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp hồ lô, một cái cặp bình hồ lô thuộc cái dòng Celadon xưa. Đây là một cái dòng rất là đặc biệt, cực kỳ hiếm gặp cái dòng này. Celadon phủ men rạn, nhưng mà cái dòng này là một trong những cái phiên bản rất là đặc biệt, cực kỳ hiếm gặp những cái sản phẩm như thế này. Shop sưu tầm khoảng 7 năm nay thì cái số lượng đếm chỉ trên đầu ngón tay những cái sản phẩm như thế này. Và cái dòng này thì nó phủ cái màu men là cực kỳ ấn tượng. Cái màu men của dòng này nó rất đặc biệt. Chúng ta nhìn vào thì nó không thể nhầm lẫn với bất kỳ một cái dòng nào khác cả. Trên thân cái hồ lô này nó có quấn một cái dây nơ nè. Cái dây nơ này nó được đắp nổi do cái màu sắc của nó đó. Trên video thì nó khá khó thấy so với thực tế. Chúng ta thấy cái men rạng rất là đẹp. Và cái cốt này thì nó già rồi, cốt này nó chuẩn chuẩn xưa, rất là già cốt, men phủ cả bên trong cổ bình. Đây chúng ta thấy nè, thực tế bên ngoài cái cốt nó rất là già, do đây nó bị ánh sáng. Chúng ta thấy cái phần không phủ men nè, đáy nó được ấn lõm lên rất là đẹp. Cái dòng này bên ngoài cái cốt nó xưa nha các anh chị, cốt nó xưa rất là sâu tuổi. Ở trên hình thì nó bị cái ánh sáng đẹp. Đây chúng ta thấy nè, cái phần cốt nó già lắm, cực kỳ hiếm gặp những cái sản phẩm của cái dòng này, rất là hiếm. Shop sưu tầm 7 năm thì cái số lượng sản phẩm là nó đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà sản phẩm nào nó cái men nó cũng đẹp cả.
dòng này là một cái trong những cái dòng rất là xuất sắc. Và chúng ta thấy cái màu men đó nó giống nhau, nhưng mà cái vệt chải của men hay là cái hoa văn mà men nó tạo nên đó, thì mỗi sản phẩm là một nét riêng. Chúng ta thấy đồng ý một cặp nhưng nó không hoàn toàn giống nhau, đó là cái điểm độc đáo. Bình này cao 13 năm, đường kính miệng 2.8 gần 3, dòng thân là 23, mã sản phẩm là H4, giá 1.200.000 trên cặp này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm rất là đẹp. Đây là một cái dòng Imari, cái dòng này là cái dòng Gold Imari. Đây là một cái dòng rất là cao cấp, chúng ta hay gọi là cái dòng ngũ sắc cao cấp đó. Phiên bản nó gọi là Gold Imari, tức là vàng, gold của vàng đó, gold. Cái dòng này nó đặc biệt ở chỗ là toàn bộ cái nền này nè, nó được mạ vàng, sau đó thì hoa văn được vẽ trên cái nền vàng đó. Và chúng ta thấy hai cái quai này nó được mạ vàng rất là dày, và cái hình tượng của quai đó nó làm rất là đẹp, cái dáng quai nó làm rất là đẹp. Cốt sứ thì cái dòng này là cốt sứ cao cấp cho nên nó rất là đẹp, rất tốt, cốt sứ rất là tốt. Cái quai này nó chỉ có trầy nhẹ xí chỗ này thôi nên nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Rất là đẹp cái dòng này, chúng ta thấy toàn bộ cái thân ngoài của ly này được mạ vàng, sau đó cái họa tiết nó mới được vẽ trên cái nền vàng này. Đây chúng ta thấy nè, ấn tiện rất là rõ ràng, rất là đẹp. Đây là cái dòng Gold Imari, một trong những cái dòng cao cấp. Dòng này giống như nó phục vụ cho cái hoàng gia Nhật vậy đó, cực kỳ cao cấp. Chúng ta thấy nè, vàng này là được ngũ bằng vàng thật, vàng 22K, rất là đẹp. Đây là cái cặp cốc nữa các anh chị, nó lớn, giống như ở Việt Nam, miền Nam gọi là cái ca đó, nó to chứ không phải là nó như những cái tách trà. Cặp này nó to, cao 8, đường kính 9, nếu mà dài tới cái quai luôn đó là 12 năm. Mã sản phẩm là H5, giá 1.100.000 trên một cái. Bộ này có hai cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa celadon xưa rất là to. Cái bình hoa celadon xưa rất là to. Cái bình này cái dáng cao thanh cực to, cái bình này bên ngoài to lắm các chị, dáng nó rất là cao, cho nên shop phải để lùi nó ra cái máy ra như thế này, do cái máy nằm ngang cho nên không thể nào quay hết toàn cục của cái bình này. Cái bình này trên thân bình đó thì nó vẽ hạt cây trúc, họa tiết nó được vẽ toàn thân tứ diện luôn đó các chị, cực kỳ tinh xảo và công phu. Đây, cây trúc này nó được vẽ rất là đẹp. Trên cái cổ bình này nó vẽ những cái cánh hoa cúc, vào bên trong là những cái đó hoa cúc. Và ở đây nó vẽ cây trúc tượng trưng cho quân tử, trúc quân tử, tùng trượng phu. À, bên đây vẽ hạt. Cái đặc biệt là cái bình celadon nè, cái màu nó đó nó khá là khác so với những cái dạng celadon trong cái dòng này, mà celadon này nó lạ hơn. Bên này nó vẽ giống như là cái cây nhân sâm, họa tiết được vẽ toàn diện,
tứ diện đó, rất là đẹp. Ở dưới đáy chúng ta thấy nó vẽ cũng là cái những cái cánh hoa cúc. Cái bình này rất là to. Dòng Celadon là một trong những cái dòng được các anh chị mà sưu tầm gốm sứ rất là thích. Bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, đáy có cái chuyện ký của nghệ nhân nè, chuyện ký tay của nghệ nhân. Đây là thuộc cái dòng Celadon xưa rồi. Ở Việt Nam chúng ta thì những cái bình này gọi là bình vuốt gốm vuốt tay. Thật ra đây là nó được chế tác hoàn toàn thủ công, đòi hỏi cái trình độ chế tác rất là cao. Dòng Celadon thì cái cốt này nó rất là nặng. Cái bình này nó cao 38 năm, gần 39 đó. Đường kính miệng là 7.5. Này rất là to to, cao, dáng thanh. Cái dòng thân của nó là 60.5. Mã sản phẩm là H6, giá 2,5 triệu. Sản phẩm này bên ngoài rất là to, cái bình này trưng bày dáng thanh rất là đẹp. Cái siêu phẩm tiếp theo, một cái bình hoa gốm. Bình này nó thuộc cái dòng Suoya, cái dòng rất là danh tiếng. Cái bình này nó độc đáo ở chỗ đó là toàn thân nó được chạm khắc nổi 3D. Toàn bộ là cái thân nó được chạm thủ công đó các anh chị, chạm khắc thủ công để cái họa tiết chim đại bàng đậu trên cái cây cây tùng nó nổi 3D lên trên cái thân của bình. Chim đại bàng, chúa tể của bầu trời và cây tùng, nó tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ. Cái tượng chim này nè, chúng ta thấy nè, nó được khắc cực kỳ sống động. Chúng ta thấy khắc trên gốm sứ mà như thế này, khắc trên gốm mà cái họa tiết nó như thế này thì chứng tỏ là cái kỹ thuật, cái tay nghề của nghệ nhân nó rất là cao. Chúng ta thấy nè, cực kỳ sống động hình tượng chim nè, đại bàng đang tung cánh nè, chúng ta thấy nè, những cái chiếc lá tùng nè cực kỳ tinh xảo. Ta thác cái khắc mà nó tạo nên cái cây tùng nè xù xì rất là sâu tuổi, chứng tỏ là cái kỹ thuật, cái trình độ của nghệ nhân này rất là cao. Chúng ta thấy toàn bộ cái nền này nè được khắc tạo thành cái nền, nó giống như những cái cơn gió mà nó lùa qua trên cái bầu trời nơi cây tùng này và con đại bàng này đang đậu đó, đang tung cánh đó, nó tạo nên cái hình ảnh rất là mạnh mẽ. Toàn bộ được khắc hết, khắc thủ công rất là đẹp. Ta thấy cái móng của đại bàng cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cái đáy nó có ấn truyện được ký tay. Nhìn cái ấn truyện nó được ký tay ở đây nè các anh chị, nhưng mà nó bị cái lớp men này nó phủ lên nè, cho nên nó nhìn khó thấy trên video. Cái ấn truyện này nó được ký âm vào trong cái cốt gốm á. Cái cốt này thì bên ngoài nó cũ hơn, nhưng mà nó bị ánh sáng đèn đó cho nên nhìn nó trắng, chứ thực tế thì bên ngoài nhìn nó cũ hơn rất là nhiều. Ấn truyện nó ký tay đây nè, nó được ký dọc từ đây xuống nè, nhưng mà nó bị cái lớp lớp men này nè nó phủ lên trên cho nên nhìn nó khó thấy hơn thực tế.
rất là đẹp, một cái siêu phẩm. Dòng này thì cũng rất là hiếm gặp nè các anh chị. Cái bình này cao 25, đường kính miệng là 11.5. Cái dòng thân là 57. Mã sản phẩm là H7, giá 3,2 triệu. Chúng ta thấy chỉ có riêng cái phần mà điêu khắc đó trên một cái bình mà như hình trụ như thế thì nó đòi hỏi rất là nhiều công phu. Bản thân nó cái điêu khắc đó thôi nó đã là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp rồi. Sản phẩm tiếp theo, một cái siêu phẩm rất là to, cực to, bình này bên ngoài to lắm các anh chị. Một cái siêu phẩm đến từ cái dòng Kutani. Nó vẽ cái bình này nó vẽ theo cái phong cách Satsuma. Những cái bình mà vẽ như thế này thì nó được gọi là vẽ theo phong cách Satsuma, tức là vẽ vàng và vẽ tơ tóc trên cái nền vàng thì được gọi là vẽ theo phong cách Satsuma. Satsuma là một cái phong cách. Cái bình này thuộc cái dòng Kutani, Kutani xưa, nhưng mà nó vẽ theo cái phong cách Satsuma. Phong cách Satsuma tức là phong cách vẽ tơ tóc, vẽ vàng trên cái nền vàng. Đây nó vẽ một cái điển tích liên quan tới Phật giáo thời Mạc Phủ, tức là thời nước Nhật, họ được được cát cứ bởi những cái tướng quân. Và ở đây là cái vị này là một cái vị thiền sư, bên đây là một cái tướng quân nè, một cái vị tướng quân Mạc Phủ là tướng quân đó, những cái lãnh chúa đó. Ở bên đây là cái vị thiền sư, nó liên quan tới một cái điển tích. Và cái vị lãnh chúa này đang có một cái, có thể là đang có một cái hành động là giống như là phạt vị thiền sư này. Đây là cái người đứng ra thực hiện cái hình phạt. Họa tiết này nó được vẽ rất là tơ tóc, bên cạnh một cái bãi biển, bên một cái bãi biển. Ta thấy nè, bình này rất là to, cực to. Ở trên thì nó vẽ trên phòng trên nè, nó vẽ đào, trúc, tùng, gọi là tế hàng tam hữu. Thì chúng ta thấy nè, cái nhân vật được vẽ cực kỳ tơ tóc. Cái trang phục này được vẽ bằng vàng, vàng thật, trên cái nền này là được phủ bằng vàng, vàng 22K. Đây chúng ta thấy nè, cái vị cái người đang thực hiện cái hành phạt là đang cầm cái chuỗi của cái vị thiền sư. Chúng ta thấy nè, trang phục được vẽ cực kỳ tơ tóc, giống như một cái tác phẩm hội họa phương Đông trên một cái hình trụ. Bên đây là cái rặng tùng, rừng tùng. Đây chúng ta thấy nè, cực kỳ tơ tóc không, từng cái chi tiết trên cái trang phục rất là đẹp. Ở đây chúng ta thấy nè, hình ảnh cái vị tướng quân đang cầm cây quạt. Phía sau là một cái rương rất là đẹp. Bên đây là một cái, chúng ta thấy sóng nước nè, vẽ cực kỳ tơ tóc, đặt ngược lại. Thấy biển này được vẽ rất là đẹp, cây tùng
họa tiết nó được vẽ vẽ bằng bạc thạch. Đây là cái ấn truyện. Ấn truyện này được ký tay. Ấn truyện nằm trong cái mộc vuông này nè, là cái dòng ấn truyện đặc trưng cho những cái sản phẩm, những cái tác phẩm được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Tính ra thì cái bình này nó khoảng 60 năm hơn, nhưng mà nó được bảo quản rất là tốt, cho nên nó gần như là mới nguyên, không có bất cứ một cái trầy xước nào cả, và nó còn nguyên cả cái hộp gỗ. Tức là cái chủ nhân họ rất là trang trọng, cái chủ nhân trước đó họ rất là trang trọng cái bình này, rất là trang trọng cái sản phẩm này, cho nên là họ bảo quản cực kỳ tốt. Chúng ta thấy cái trong cái mộc vuông đó, đó là cái truyện vuông, đó là cái truyện, cái dòng sản phẩm đặc trưng cho những cái sản phẩm chỉ sản xuất vào thập niên 60. Sau đó thì những cái sản phẩm đó nó không được sản xuất nữa, giống như sản xuất giới hạn đó các chị. Cái bình này nó cao 26 năm, như 27 đó, do cái dòng bụng nó to, cái dáng nó tròn, đường kính 15 năm, xin lỗi 15, đường kính 15. Cái dòng bụng là 79, rất là to, 79 là khoảng 4 cái tay. Mã sản phẩm là H8, giá 6 triệu. Dừng nó lên. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bức tranh sơn dầu vẽ tĩnh vật. Bức tranh sơn dầu vẽ tĩnh vật rất là đẹp. Cái bức này thì nó nhỏ nhưng mà cái khung nó rất là đẹp. Khung này là một cái khung gỗ tự nhiên, nó được chạm hoa. Khung gỗ tự nhiên nè, nó được chạm hoa. Bức tranh này là bức tranh vẽ tĩnh vật, vẽ một cái bộ tách, bên trên là quả lê, đây có cái chữ ký của tác giả. Ta thấy cái khung này rất là đẹp nè, đây, cái khung này thì nó cũ kỹ lắm nè các chị. Tranh này là một cái bức tranh tranh xưa rồi. Cái nền khung, cái nền vải của bức tranh đó thì nó rất là cũ, và cái khung này cũng vậy. Chúng ta thấy nè, cái khung này là gỗ tự nhiên, rồi họ được phủ một cái lớp bọt lên đó để họ sơn màu lên, cho nên là lâu ngày thì cái lớp bọt nó có vết rạn như thế này, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ cũng như là cái chức năng. Gỗ tự nhiên chạm rất là tinh xảo, rất là đẹp. Bức tranh này thì các anh chị treo decor hay là trang trí rất là đẹp. Cái bức tranh này nó dài 40, rộng 33 năm. Mã sản phẩm là H9, giá 450k. Phiên bán hàng của ngày 23 tháng 6 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.